Ơi, xinh thế, cho anh làm quen nhá. Vâng ạ. Thế mình chơi bập bênh em nhá. Vâng anh. Vâng, tối anh nói em nhá. Chào anh. Anh ơi, anh vừa bảo gì ạ? Bảo cái gì mà bảo? Đẹp trai thế mà điên. Sếp, sếp gọi em ạ? Ờ. Này. Dạ. Anh bảo này. Thế em có biết đấy, đây là công ty, chỗ để mọi người làm việc. Dạ. Em có biết chứ sếp? Biết đấy, thế mà ngày hôm kia thì em mặc hở ngực, hôm qua thì hở đùi, còn hôm nay ấy, em mặc như là đi ăn tiệc ấy à? Thì sếp bảo là bọn em đi làm thì phải đẹp, gọn gàng, sạch sẽ. Ông có cái gì đẹp thì phải khoe ra, thì bây giờ em khoe ra sếp lại chửi em là sao? Biết là như thế, nhưng mà ngày hôm qua trưởng phòng của em lên tận đây phản ánh với anh ấy là em ăn mặc quá hở hang, mọi người không thể nào tập trung làm việc được. Em à? Anh không thể để tình trạng này kéo dài được. Ngay ngày mai ấy, anh sẽ đuổi việc. Kìa sếp. Đuổi việc trưởng phòng của em. Người ta đã cho ngắm miễn phí rồi ấy, lại còn phàn nàn. Thôi được rồi, chuẩn bị đi tiếp khách với anh. Em phải thay đồ không sếp? Quá ngon rồi. Tôi nói thật anh em, là thật là đâu, anh em phải mạnh mẽ lên. Tôi không biết nhà anh em thế nào, riêng nhà tôi luôn đúng, vợ tôi luôn sai, anh em hiểu không? Nhà của nó. Em có nghe anh nói cái gì đúng cái gì sai đây? Thì ý anh là 7 giờ anh đi. Đúng 7 giờ là anh đi cắm cơm. Thế ai sai? Thì ý anh là em sai cái gì thì anh làm gì nào? Đi ra cắm cơm ngay, nhanh lên. 16 giờ 59 phút. Cãi.